chào mọi người. Hôm nay cuối tuần thì tôi review cái cây đèn Coleman, cái đèn băng sông, để cái đèn này thì để phục vụ các cái đi chuyến đi cắm trại camping rất là thuận tiện, rất là hay. Tôi mua cái cây đèn này ở trên Amazon và đã ship về đến Việt Nam. Tôi dùng đến hôm nay được khoảng độ 2 tuần rồi, nên là cái vỏ hộp thì đã bỏ đi mất rồi. Thế thì đây là toàn bộ cái cây đèn của hãng Coleman, đèn băng sông. Tôi mua mới tinh nhé mọi người nhé. Đèn này được mua mới tinh, có cái nhãn hiệu là 295A Coleman 295A. Công suất chiếu sáng của nó là 800 lumen. Và mới tinh nên là rất là an toàn. Thì hôm nay tôi review và tôi cũng hướng dẫn mọi người, nếu mà sử dụng cái đèn này để mà chiếu sáng đi cắm trại á, thì cái cách mà đốt đèn, cái cách mà bật đèn lên như nào. Đầu tiên thì chúng ta bơm nhiên liệu, chúng ta rút cái chỗ cần bơm ra, vặn ngược lại và tiến hành bơm. Chúng ta bơm khoảng 30 lần theo cái đúng cái chỉ dẫn của hướng dẫn kèm theo, và khi bơm xong thì ta khóa lại, vặn chiều kim đồng hồ để khóa lại. Vì ban nãy tôi đã bơm sẵn rồi đấy, nên là tôi chỉ bơm vài lần thôi thì nó đã căng rồi, căng nắp áp cho mày để tăng áp cho cây đèn. Và châm nó thì cái cây đèn này đặc điểm là khi mà bật lên thì rất là đơn giản, bạn có một cái bật lửa mà cái cần dài như thế này và đưa nó vào trong cây đèn như vậy. Đồng thời thì chúng ta mở cái van nhiên liệu và van gió lên thì cây đèn sẽ sáng thôi, và rất là từ từ. Đó, rất là đơn giản. Nhưng mà mọi người lưu ý là theo đúng như nhà sản xuất đưa ra đấy, thì khi mà mới châm chúng ta không có vặn to quá và chỉ để nhỏ lửa niêm diêm này thôi. Đến khi mà cái hệ thống phun xăng lên, nó nóng lên, nó chuyển thành từ xăng thành ga thì lúc đó thì mới mở to lên. Mọi người chờ một chút để cho cái hệ thống cái cần bơm xăng được nóng lên và chuyển hóa từ nhiên liệu, từ xương trở lên ga. Đó, thì hiện nay thì đã được sáng rồi. Và đây là khi cây đèn tôi đã mở cái sáng, cái độ sáng là lớn nhất, rất là đẹp. Cái tim đèn kèm theo của hãng, kèm theo Coleman kèm theo, thì nó cho ra cái sáng màu nó hơi vàng một chút, cực kỳ là đẹp. Và cái đèn này là công suất sáng của nó lên đến 800 lumen, nên là cực kỳ là sáng và tiện dụng khi mà mọi người đi cắm trại camping, rất là tuyệt vời. Đây là cây đèn Coleman. Cái cách châm đèn này đã là cực kỳ là đơn giản, nhanh, chỉ mất khoảng độ 1 phút thôi thì đã cây đèn đã được chiếu sáng với công suất là lớn nhất. Có cái nhãn hiệu là Coleman Powerhouse Dual Fuel, tức là cái đèn này có thể chạy đa nhiên liệu dầu và xăng. Nhưng mà hãng thì nên khuyến cáo là nên sử dụng nguyên liệu xăng. Cực kỳ là hay.